xin chào tất cả các bạn, mình là Bunker đây. Hôm nay mình sẽ sử dụng toàn bộ số tiền mình có được để mua một cái vị đấu sĩ mạnh nhất ở Nhật Bản, đó chính là Samurai. Chúng ta sẽ mua một hai đấu sĩ kết hợp với nhau. New Fighter, chúng ta có thể có được Monk, có nghĩa là thầy tu đúng không? Thầy tu kiểu thầy tu Tây Tạng nhé mọi người. Và bây giờ mình kéo vào đây. Thầy tu này sẽ kiếm cho tôi 3 đồng một giây. Đáng đầu tư đấy. Và bây giờ mình mua thêm một thầy tu. Và cái gì cái đây? Bạn có thể nhận được tiền. Ok. Bây giờ cái gì đây? Cái này là nâng cấp cái sàn đấu của mình lên. Rồi, hiểu rồi nha. Và bây giờ mỗi lần ứng thì mình sẽ được một đồng. Mỗi lần ứng mình được một đồng. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ cái này trainer. Ok. Và bây giờ mình mua thêm hai người kết hợp. Hai người này đấm nhau mình sẽ được 7 hả? Từ bây giờ mình kết hợp hai người này đi. Hai thầy tu chúng ta sẽ lên được một đấu sĩ mà nhìn như nữ vậy mọi người. Ok, cho nó luyện tập với cái này đi. Rồi bây giờ mình đấm cái này. Nhận được mấy cái đồ free nè. Quá chơi game luôn. Và mình sẽ cố gắng làm hết những cái game này nếu được nha. Ok, được đó nha. Mình sẽ mua nhiều đấu sĩ vô. Nhưng mà cái âm thanh nó hơi to nha. Ok đi. Rồi, kết hợp lại. Một đấu sĩ mới, ông này hơi bụng bự nha. Nhưng mà chắc là sức mạnh hơi to đấy. Cho hai người đánh nhau, mình sẽ được 44 đồng một giây. Ok, New Fighter. Rồi, bây giờ ngồi đấm vậy đúng không? Tiếp theo, cái gì nữa đây? Ok. Cái này là gì đây? Tăng tốc độ nếu mà mình xem quảng cáo. Một lát. Trong lúc mà mình chuyển cảnh đúng không? Mình cho này vô luôn. Mình chỉ trên sàn của mình. Vậy là mình nâng cấp sàn lên level 3. Mình mới cho 3 người vào được mọi người ạ. Đấu cho 3 người vô được nè. Ok. Và bây giờ mình sẽ mua thêm nhiều nữa. Ok, kết hợp. Một anh da đen nào đó rất là vạm vỡ. Ok, cho nó đấu với ông này. 113 đồng trên giây. Ok. Rồi, bây giờ để coi chúng ta sẽ ui. Làm sao để tôi có được người cuối cùng đây? 17, 18, chúng ta có thể upgrade mọi người ha. Nâng cấp. Hoặc là các bạn có thể mua. Hiểu rồi. Ok. Và bây giờ có thể là mình sẽ đi tới cái người đấu sĩ thứ 20 nha. Ok, người đấu sĩ thứ 1, 2, 3, 4, 5 rồi nè. Cũng được. Rồi, tiếp theo là nhớ nhận thêm mấy cái này nữa. Let's go. Nhận quà. Và các bạn có thể thấy được là cái sàn đấu của tôi nó xịn hơn rồi đúng không mọi người? Đấy. Và mình đã có được mình nâng cấp cái bọn mới nhất nha mọi người. Nó cho mình thêm nhiều tiền này. Là mình có thêm hồi nãy là cái anh da đen đúng không? Bây giờ mình tới cái ông sát thủ. Sau đó là tới cái ông kỵ sĩ. Nga thì không có cưỡi ngựa nên là chắc là cũng là một ông chiến binh. Ông này cầm giáo, cầm phóng lợn. Không, cây này mới là cây phóng lợn nè mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta lại bắt đầu tích tiền. Và các bạn có thể xem được là mình sắp đủ 100 cái huy chương rồi. Không biết là được 100 cái huy chương nó sẽ tặng cái gì, thôi kệ. Nhưng cái này quan trọng hơn này. Hình như là mình sẽ nâng cấp gọi là các đấu sĩ thì đủ số lượng thì mình sẽ được nhân đôi lượng tiền nữa. Hiện tại mình chỉ là mới là tập sự rồi. Sau đó là tới bậc thầy. Sau đó tới chúa tể. Và tới gọi là vua. Và bậc cuối cùng là kiểu Emperor, có nghĩa là bậc đế vương đó mọi người. Cái nào cũng như nhau rồi. Chúa tể, vua với lại bậc đế vương nó cũng như nhau thôi mà. Nani. Rồi, ok. Và chúng ta cần tới 27 triệu để nâng cấp tiếp theo cái sàn đấu này. Các bạn từ cái sàn đấu cấp 1 bây giờ cấp 8 nhìn nó khác biệt rõ luôn. Sau này nhìn ở đây như là kiểu một cái thánh địa. Một cái gọi là gì ta? Một cái thánh địa đúng rồi. Thánh địa của các chiến binh mọi người. Các chiến binh muốn gọi là mạnh mẽ hơn, muốn dũng cảm hơn thì tới đây luyện tập mới ăn đấm nhau thấy chưa? Thằng cầm này nó không có công bằng. Một thằng thì cầm cái giáo, một thằng chơi đấm chơi sao lại? Ha? Và bây giờ để mua một chiến binh thì mình cần tốn đến mấy triệu lận. Nâng cấp lên để có được anh da đen. Xong.
Bây giờ mình có thể chứa được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tổng cộng là 12 đấu sĩ. Chúng ta còn rất là nhiều nha. Cũng không nhiều lắm. Tới đây là chắc cũng mệt đó. Chơi luôn mọi người. Và mình sẽ tiếp tục nâng cấp cái sàn đấu của chúng ta lên. Tôi đã đạt được nâng cấp 500 lần bất kể đấu sĩ nào. Và bây giờ tôi sẽ được nhân đôi số tiền lên. Bây giờ mình đã lên bậc thầy rồi. Để lên được chúa tể mình cần nâng cấp 2000 lần nữa. Và chúng ta phải chơi lại từ đầu sao? Nhưng mà chúng ta được nhân đôi tiền. Vậy là mỗi lần mà mình lên một cái gọi là gì ta, một cái chức vị, một cái chức danh, một cái địa vị như là kiểu từ tập sự lên bậc thầy, từ bậc thầy lên chúa tể là mình phải chơi lại từ đầu. Nhưng bây giờ giá tiền của tôi là được nhân đôi rồi mọi người. Ok nha. Tiện tôi bấm xem quảng cáo gì vậy, để coi coi khi nào mà tôi chạm được cái con nhân vật cuối cùng. Nhân vật cuối cùng có vẻ hơi có thể bỏ qua mấy cái này không? Biết rồi, có thể bỏ qua không? Và có một điều đặc biệt nữa nha mọi người. Là bây giờ các bạn hãy để ý cái sàn đấu của mình. Đây, mình cho càng nhiều vào thì các bạn có để ý là mình được cộng thêm phần trăm tiền không? Cho nên lời khuyên là hãy cho tất cả mấy thằng này nó vô nó học nghề luôn đi. Là mình sẽ được cộng 60% này. Tạm thời thì chỉ có mới có hai thằng cổ vũ à. Ok, bắt đầu cho ghế vào, cho hàng rào, cho một cái cổng này. Bắt đầu, đây là một cái võ quán nha mọi người. Đây là nơi để mọi người luyện tập. Hết tiền rồi, hết nâng được rồi. Nâng được nữa nè. Giỡn ngoài, 2 tỷ mấy là nâng đã luôn á mọi người. 80 mấy triệu, 200 mấy triệu. Ok, tới đây thôi, tạm thời. Nâng được thêm cái. Nhưng mà không, mình phải để dành tiền để làm gì? Mình mua nhân vật hay là gì đó mọi người ạ? Ok. Mình mua đấu sĩ để mình... Hơi lâu quá nha. Đánh giá là hơi lâu quá nha. Ok, một đấu sĩ nữa này. Rồi, một. Ok, ông mập thì bình thường rồi. Nãy giờ là tôi tới, anh da đen cũng bình thường rồi. Có ông nào nữa không? Từ từ. Bây giờ là chúng ta cứ mua để chúng ta nâng cấp thôi mọi người. Đấy, mua để tiến hóa lên. Rồi. Ok, và mình đã có số lượng là 20. Đấy, cứ thế. Và mình nghĩ là mình sẽ cho mọi người thấy được cái người, hai người tiếp theo họ sẽ như thế nào. Let's go. A few moments later. Tới đây là nó bắt đầu chậm rồi đó nha mọi người. Và bây giờ chúng ta đến với lại một đấu sĩ cầm búa sao. Để xem. Boom. Ôi, ông này nhìn cũng được ấy. Và mình được tỷ mấy này. Và xem quảng cáo nữa. Ui, 3 tỷ mấy. Xem quảng cáo nữa là mấy, là gần 5 tỷ luôn. Sau khi có 5 tỷ rồi chúng ta sẽ để dành tiền để nâng cấp cái sàn mới nha. Ok. Và bây giờ cũng phải chi một ít. Chi một tí đó mọi người. Chi mấy thằng cấp 1 thôi để mình lấy phần trăm. Lấy phần trăm của cái này này nó rất là quan trọng nha. Đấy. Cho ông này vô. Boom. 90 mấy ngàn. Hả? Có cái gì? Tôi hiểu tại sao nó ít tiền rồi. Bây giờ chúng ta phải bỏ thời gian ra để nâng cấp cái ông này nữa. Ok. Đây rồi. Mình phải nâng cấp ổng lên. Đè chặt không được. Đây. Để coi. Ui 6 tỷ mấy rồi nè. Đủ chưa? 6 tỷ 64. Sắp đủ rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ nâng cấp ông này. Nâng cấp cái bà này chứ. Để mình lấy tiền thưởng. Từ từ nha. Sắp được tiền thưởng rồi đây. Đây, sau khi có tiền thưởng, boom, mình được 8 tỷ mấy luôn. Nâng cấp cái sàn đấu lên. Và bây giờ nhiều người tới xem hơn luôn rồi. Và bây giờ đây mới gọi là một đấu trường, một võ quán xịn sò mọi người. Nhiệm vụ của mình bây giờ là nâng cấp ông này để ông mang thêm nhiều lợi nhuận cho mình thôi. Rồi đó, hết tiền luôn rồi. Vẫn thua cái thằng trên này. Phải bỏ tiền ra để nâng thằng trên này thôi. Nâng thằng dưới đây thôi. Ok. Nãy giờ cày hơi bị lâu và boom. Ok, hai nhỏ cầm phóng lợn này, hai ông cầm cái dao này và hai ông cầm cái búa này. Mình có được samurai gì đó. Rồi, bắt đầu cho mấy thằng rẻ tiền vào để làm gì? Để nó tăng tỷ lệ mình kiếm được tiền hơn. Có 500 mấy ngàn thôi, nhưng mà các bạn tại sao mình lại coi bấm quảng cáo nha? Ok. Bắt đầu hơi tốn tiền rồi đó nha. 50 mấy triệu. Ui thêm một tí nữa là mình nâng được cái sàn lên cấp
16 rồi. Nhưng mà cái sàn này đủ đẹp rồi. Bây giờ là mình dồn vào đây nè mọi người. Tiền là dồn vào đây này đấy. Ôi lại thêm được tiền nữa này. Ôi 60 mấy rồi. Lên cái sàn đấu luôn. Nhưng mà chúng ta phải dồn vô cái này đấy. Tiền thưởng đây rồi. 17 tỷ. Wow. 17 tỷ là đủ cho tôi tiếp tục nâng cái ông này rồi. Ê à. Rồi mấy trăm triệu không vậy? Sao mấy trăm triệu có ông 1 tỷ nữa này. Ôi nâng ông này đi. Lại coi quảng cáo nữa sao? Nói chung thì cuối cùng mình đã có được một vị samurai rồi. Nhưng video lần sau á, chắc chắn là video lần sau tôi mới lên được tới ông này nè. Ông này chắc là giả man lắm nè, một bậc đế vương luôn. Ok, và mình cũng phải gọi là hồi quy chuyển kiếp nhiều lắm, chơi cho lắm game tu tiên hay lắm game trùng sinh chuyển sinh vô. Nhưng khi mà mình tới được bộ 10.000, nâng cấp 10.000 lần thì mình sẽ được nhân 5 tiền tất cả mọi thứ luôn. Wow. Ok, vậy thì video này đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Cuối cùng thì mình đã có được một vị samurai với tiền nhận về lợi nhuận là gần 14 triệu mỗi giây. Đó, cứ mỗi giây là mình được 14 triệu vậy đó. Ok, ok, cũng được đấy, cũng được đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.